báo Vietnamnet thông tin, dự án khu đô thị mới Thuận Phước, Đà Nẵng, tên thương mại là Kim Long Ocean Thuận Phước, triển khai tại phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, do công ty cổ phần đầu tư đô thị Vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư. Theo thông tin công bố, năm 2010, dự án khu đô thị thương mại và du lịch phía Bắc Vịnh Mân Quang được thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chi tiết 1/500, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư đô thị Vịnh Thuận Phước. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, theo đó đổi tên dự án từ khu đô thị thương mại và du lịch phía Bắc Vịnh Mân Quang thành dự án khu đô thị mới Thuận Phước Đà Nẵng. Năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chi tiết dự án trên, lúc này có tên gọi là khu đô thị thương mại và du lịch phía Bắc Vịnh Mân Quang. Năm 2017, dự án được phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, đồng thời đổi tên dự án thành khu đô thị mới Thuận Phước Đà Nẵng. Đến ngày 29 tháng 12 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh một lần chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, trong đó dự án với mức điều chỉnh đầu tư xây dựng khu đô thị để bán hoặc cho thuê mua, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất phù hợp theo quy định. Trong đó, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị để bán hoặc cho thuê mua, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất phù hợp theo quy định. Dự án có diện tích hơn 97 ha thuộc phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Quy mô dự án gồm khoảng 1.880 căn nhà ở liền kề, khoảng 212 căn biệt thự, hai khối công trình chung cư với chiều cao xây dựng tối đa 29 tầng nổi, 5 tầng hầm. Ngoài ra, dự án còn có một công trình khách sạn cao cấp chuẩn 6 sao và 5 khối công trình tổ hợp thương mại dịch vụ cao tầng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 11.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.800 tỷ đồng, vốn huy động từ tổ chức tín dụng gần 9.700 tỷ đồng. Theo ghi nhận, dự án nằm bên Vịnh Đà Nẵng, sát cầu Thuận Phước. Tại khu đất của dự án hiện chưa có hoạt động triển khai xây dựng, cửa ra vào đóng kín, xung quanh nhiều đoạn được rào bằng thép gai. Dự án có bảo vệ trông coi, do bỏ không lâu năm nên nơi đây có mọc tùm. Trước đó, cử tri quận Sơn Trà phản ánh dự án này được giao đất từ rất lâu nhưng thậm chí đầu tư gây lãng phí tài nguyên đất đai, tạo điểm đen về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho hay, chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng dự án trong quý 4/2024. Công ty này vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và đang chờ phê duyệt. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ thực hiện dự án gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý 4/2024 đến quý 1/2026 sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng, triển khai hạng mục kè ứng phó biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2, từ quý 1/2028 đến quý 4/2030 triển khai hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề, khu công viên chuyên đề, khu ở cao tầng và công trình thương mại dịch vụ và khách sạn. Bạn thấy sao về dự án khu đô thị mới Thuận Phước Đà Nẵng? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh những dự án bất động sản, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc cá nhân mạnh mẽ và cuốn hút? Khám phá ngay top 5 dầu gội và sữa tắm dành cho nam. 1. Tấm gội X-Men Clean and Fresh, 3-1 giúp sạch gầu, dưỡng tóc. 2. Dầu gội Clearman Perfume loại bỏ gầu, ngăn ngứa. 3. Bộ quà tặng nam Christmas giúp chăm sóc toàn diện. 4. Combo 2 sữa tắm gội King Munters 3-1 kết hợp tắm gội với hương nước hoa cao cấp. 5. Sữa tắm gội Gentleman Neiman 3-1 mang đến sự tiện lợi với hương nước hoa sang trọng. Hãy nhấp vào góc trái màn hình để xem chi tiết sản phẩm và lựa chọn ngay hôm nay nhé. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thương yêu của Cà Phê Land TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Land ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.